Đây là lúc tuyệt đối chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Chúng ta vui mừng vì những con số biết nói, đến giờ phút này chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh. Chúng ta vui mừng vì sau có nơi là 3 tuần, có nơi là hơn 2 tuần phải thực hiện cái cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì bây giờ được nới rộng. Chúng ta vui mừng vì tới đây trẻ em sẽ đến trường và nhiều cái niềm vui khác. Nhưng mà lúc này chúng ta không nên quên rằng, như tôi đã nói rất nhiều lần, trên thế giới đến ngày hôm nay, mỗi một ngày vẫn có khoảng trên 50.000 người nhiễm bệnh mới, 5.000 người tử vong mới. Và nhiều nơi dịch bệnh tưởng chừng đã kiểm soát được rồi lại bùng lại. Chúng ta không được quên rằng cái con virus này nó rất là biến ảo. Có rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Có nhiều người ở thế giới đã thống kê thời gian ủ bệnh rất lâu, không chỉ là 14 ngày. Cũng có không ít người là khỏi bệnh rồi hay là dương âm tính rồi, mấy lần lại dương tính lại. Và trong khoa học cũng đã xác định là có những người lành mang mầm bệnh. Và các chuyên gia đều nói, ở tất cả mọi quốc gia, không riêng Việt Nam, hoàn toàn cái rủi ro này, trong xã hội hiện đang vẫn có người mang mầm bệnh. Cho nên hơn ai hết, tôi đề nghị là trong ban chỉ đạo trước hết là chúng ta phải tiếp tục có những cái hướng dẫn rất là chi tiết với từng ngành một. Giao thông là thế nào, sản xuất kinh doanh là thế nào, và đặc biệt tới đây đi học là thế nào. Để sao cho an toàn. Và tôi nói là phải không cứng nhắc. Ví dụ như đi học an toàn thì các đồng chí ở Bộ Giáo dục tham dự tất cả các cuộc họp của Ủy ban đều biết là như thế nào là an toàn. Và các đồng chí là người biết nhất là điều kiện lớp học, giáo viên, bàn ghế ở Việt Nam chúng ta, ở từng tỉnh, ở từng cấp như thế nào. Thì các đồng chí phải soạn ra những cái văn bản rất chi tiết, không chỉ đơn thuần máy móc nói là khoảng cách 1,5 mét, không đơn giản thế được, phải rất chi tiết. Giao thông cũng tương tự. Và tôi cũng tha thiết mong muốn tất cả mọi người trong xã hội, mọi người dân, chúng ta vui mừng nhưng mà phải đúng mức, vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Chúng ta cố để sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhưng bình thường trong điều kiện vẫn còn nguy cơ bệnh dịch rình rập. Cho nên vì sức khỏe của bản thân mình và của cả cộng đồng, chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện thật tốt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của ngành y tế. Và dù là không còn cách ly xã hội, nhưng hãy hạn chế tối đa đi ra ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc. Và nếu phải đi ra ngoài, nếu phải tiếp xúc, thì nhớ luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Và khi về nhà hay ở bất kỳ đâu, nếu phải sờ vào bất kỳ một vật gì mà chúng ta không thể chắc được là cái vật đó không mang virus, thì hãy rửa tay sạch sẽ. Và điều này không hề thường. Tôi xin nhắc lại là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn ngay xung quanh chúng ta.